xin chào mừng toàn thể quý vị bạn quay trở lại với kênh bà hùng audio hàng hot hit vừa cập bến hôm nay tại uh, bên shop em đó là cặp loa Tannoy sterling gr đây là mẫu loa mới nhất trong series sterling uh, hàng công ty uh, chính hãng anh G audio uh, nhập khẩu và phân phối tại việt nam hôm nay vừa về với bà hùng audio hàng mới nguyên uh, chưa bóc uh, giới thiệu ngay đến với quý vị bạn đây là mẫu loa rất hay trong tầm tiền 100 triệu đó. Hiện tại thì giá lít đang là 133 triệu đồng. À, tuy nhiên bên em đang uh, có mức giá chiết khấu uh, tầm 100 triệu thôi. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với em. Sẽ có những mức giá tốt nhất để giao lưu cùng với mọi người. Anh em lưu ý đây là hàng công ty nhé. Cho nên là chúng ta sẽ được bảo hành hãng. Và uh, giá cũng nhìn hơn là hàng sách tay một chút. Đó. Anh em uh, thông cảm. Uh, Tannoy Sterling Phiên bản uh, Gold Reference. Phiên bản tham chiếu vàng. Anh em... Uh, Uh, có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại chín 263 tám hàng nhập khẩu chính hãng giá lít 133 triệu đồng giá tại bá hùng audio vô cùng tốt anh em mà uh, có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em để có mức giá tốt nhất giao lưu cùng với mọi người ta nói sterling gr hàng hot hit ở uh, trong uh, series uh, uh, sterling thì hiện nay sterling gr đang là cái phiên bản cao cấp và chất lượng nhất Đó. và nó lại thuộc dòng uh, Uh, Predit dòng Predit là cái dòng mà đẹp cả hình thức lẫn chất âm hàng mới nguyên siêu đó và em sẽ uh, khui thùng để uh, test và mời mọi người cùng xem cùng test cùng nghe cùng thử đó. công ty uh, quốc tế Anh Duy gửi uh, bao hồng audio đó hàng nhập khẩu chính hãng bảo hành hãng anh em chơi uh, hết sức là yên tâm. em sẽ khui uh, ra mời mọi người cùng test cùng nghe uh, âm thanh của cặp loa này. Hôm trước thì em vừa bán một cặp uh, về trên uh, Tuyên Quang cho một bác khách. Đó, uh, tham khảo ở nhiều nơi nhưng mà tại Bang Audio thì có dịch vụ tốt và giá tốt cho nên là À, bác đã chốt ngay Em có kèm thêm cả dây dẫn cho uh, Bác chơi luôn à, Và anh em nào mua thì bên em cũng sẽ khuyến mại Tặng kèm dây để anh em chơi luôn được nhá à, Rất là hợp lý luôn Hiện tại thì mức giá lít đang là 133 triệu Giá tại Bà hồng Audio vô cùng tốt à, Trên dưới 100 triệu Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với em sẽ có mức giá tốt nhất Xin chào và xin hẹn gặp lại